Chào mọi người nha, hôm nay thì chiều 27 Tết đó, dưới quê mình thì buổi chiều người ta đi chợ mua bán thay gai nữa. Đó, đây là đồ chưng Tết đó. Đây người ta bán Tết này mình ra mình phụ bà chị mình bán trái cây chưng Tết đó. Ở đây bán bưởi nè, bán trái cây, bán táo rồi đó. Không khí chợ quê chiều 27 Tết bên đây là có nguyên một đống dưa luôn đó. Nguyên một cái đống dưa hấu to đùng của chị Trang bán đó. Đây người ta bán đồ chưng rất là nhiều nha. Đây buổi chiều trời mát thì bà con ta đi chợ càng ngày càng đông ha. Buổi chiều á người ta đi mua sắm nhiều á, ngày mà tại vì năm nay là có 30 á nên người ta sắm trễ ha. 28, 29 thì thường thường người ta mới rước ông bà. Ở đây người ta đi người ta ghé là mua trái cây. Đó đây mọi người ta mua đồ chưng Tết. Đây mình đứng một góc này tại chào Hòa Khánh năm nay á đổi không có chỗ bán dưa nên người ta bán lột sọt ha mọi người. Mà nay thuê được mặt bằng chỗ nào thì bán chỗ đó ha. Sắp xếp không có theo thứ tự. Đó mình thấy bên lộ bên kia người ta thuê cũng nhiều, bán dưa hấu cũng nhiều. Chiều ngoài phía ngoài quốc lộ 1A ha, người ta bán quần áo, giày dép đồ quá trời luôn ha. Xe cộ qua lại rất là nhiều luôn kìa mọi người. Giờ giờ là bán trái cây là nhiều ha, mặt hàng trái cây. Bây giờ mình ra phía trước ha. Đường chợ rất đông vui phía trước nè mọi người. Mặt tiền trước nè. Xe bữa nay người ta cũng về lai gai ha. Đây bữa nay xe ở trên phố người ta về rất là đông ha mọi người. Đi chợ quê kìa. Chợ quê chợ Hòa Khánh. Đây hiện giờ thì mình đang đứng phía trước khu chợ Hòa Khánh ha. Đó xe buôn bán người ta đậu trong rất là nhiều luôn kìa, bữa nay người ta bán rất là đông luôn á. Về về người ta bán ở đây, còn bán ở trong là bán trái cây với đồ chưng.